Bài tiếp theo từ câu 165 đến câu 167. Câu 165, what is suggested about perfuming? Cái điều gì nói về perfuming? Vì từ khóa chính là từ perfuming. Được không nào? Đó là đáp án trước nha em. Có ai? Nó đã produce, sản xuất ra một cái mặt hàng mới trong một cái phiên bản giới hạn. Câu B, nó charges a fee, nó tính một cái phí cho cái chai nước hoa mẫu. Câu C, nó gửi ít nhất là hai cái bưu kiện, hai cái gói hàng cho mỗi customer, mỗi cái khách hàng mà có trả tiền. Câu D, nó làm việc với một vài cái thị trường online. Và bây giờ chúng ta sẽ dò xem bài này nói gì về perfumery nha em. Rồi, dòng đầu tiên đã có perfumery luôn rồi nè, mình đọc đi em. Tại perfumery thì chúng tôi proud, tự hào khi mà create, tạo ra được những cái fragrance theo yêu cầu của khách hàng. Rồi, câu hỏi đầu tiên, can I cancel? Tôi có thể hủy cái đơn đặt hàng nếu mà tôi không thích cái mẫu được hay không? Rồi, we won't ship, chúng tôi sẽ không có giao cái đơn đặt hàng cho bạn, không có vận chuyển cái đơn đặt hàng của bạn cho đến khi 10 ngày sau khi bạn nhận được cái mẫu miễn phí, complimentary là miễn phí đó em, của cái nước hoa theo yêu cầu của bạn. Vậy thì cái chai mẫu là nó miễn phí chứ không có tính phí, không có tính tiền em. Vậy câu nào sai em ha? Câu B là sai rồi, form nó tính phí cho cái mẫu nè là sai. Rồi tiếp, dịch tiếp đi em. Chúng tôi biết rằng việc mua một cái nước hoa mới online thì có thể là tricky, là dễ bị lừa, rất là khó khăn đó em. Vì thế nếu bạn không có satisfied, không có hài lòng với cái mẫu, thì bạn có thể cancel, hủy cái đơn đặt hàng và nhận lại toàn bộ tiền hoàn lại trong cái khoảng thời gian này là 10 ngày, phải không em? Rồi tiếp, nếu mà chúng tôi không nghe bất cứ điều gì về bạn đó, thì cái thẻ của bạn đó sẽ bị tính phí và bạn sẽ nhận được cái chai full size, cái chai theo đúng kích cỡ như là lên kế hoạch. Được không nào? Rồi, bây giờ em xem khi đọc đúng đây thì em có thể đoán được đáp án là câu nào không? Đáp án chính xác là câu C, phải không nào? Có nghĩa là nó gửi ít nhất là hai cái bưu kiện đến mỗi khách hàng mà có trả tiền. Khách hàng mà có trả tiền đến paying customer có nghĩa là người ta đồng ý mua cái hương nước hoa đó, phải không nào? Mà khi người ta đồng ý mua thì người ta nhận được cái gì em? Nhận được hai thứ. Cái thứ nhất là complimentary sample. Đầu tiên nó sẽ gửi cái mẫu miễn phí cho người ta thử trước, xem có phù hợp hay không, có thích hay không. Nếu mà thích thì sẽ nhận được gì nè em? Receive your full size bottle, nhận được cái chai theo đúng kích cỡ mà mình yêu cầu luôn. Vậy thì một khách hàng mà đồng ý mua sẽ nhận được hai cái, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu C ha. Câu 166, within, trong cái khoảng thời gian nào đó thì một cái đơn đặt hàng có thể bị hủy sau khi cái mẫu đã được gửi. Lúc này chúng ta có dò rồi phải không em? Sau mấy ngày em còn nhớ không? Sau 10 ngày phải không nào? Đây nè, em đọc lại chỗ này xem. Chúng tôi sẽ không có ship, không có vận chuyển cái đơn đặt hàng của bạn cho đến khi 10 ngày sau khi mà bạn nhận được cái mẫu miễn phí, phải không nào? Ok, rồi bây giờ có cái chỗ mà cancel nãy chúng ta có dò rồi. Chỗ này phải không em? Cancel nè, em đọc lại câu này đi. Nó nói là gì? Nếu mà bạn không có hài lòng với cái mẫu thì bạn có thể hủy cái đơn đặt hàng và nhận lại tiền hoàn lại hoàn toàn luôn trong cái khoảng thời gian đó là 10 ngày đó. Ok, vậy đáp án chính xác là câu đi ha. Câu 167, what are customer, những vị khách, những người mà đặt những cái đơn đặt hàng với số lượng lớn đó em, bulk orders là đặt hàng số lượng lớn ha, thì được yêu cầu là mong đợi điều gì? Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? Bulk orders, phải không nào? Mình đọc đáp án trước nha. Câu A, a confirmation phone call, một cuộc gọi điện thoại để mà xác nhận. Câu B, delivery time, thời gian giao hàng bị slower, chậm hơn. Câu C, một cái giảm giá trên những cái lần mua trong tương lai. Câu D, một cái loại, một cái cách thức đóng gói khác, phải không nào? Rồi bây giờ mình sẽ dò xem bulk orders nằm ở chỗ nào nha em. Rồi bây giờ dò đoạn số 2 thôi ha, đoạn số 2. Chỗ nào có bulk orders vậy em? Có phải là dòng thứ 2 không nào? Có một cái là bulk nè em. Rồi mình đọc cái câu này nha. Đây, please note that, vui lòng chú ý rằng sẽ có một cái sự trì hoãn 1 hoặc 2 ngày nếu bạn đặt mua số lượng lớn. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Câu B, phải không nào? Ok, vậy nếu đặt mua số lượng lớn thì sẽ có trì hoãn từ 1 đến 2 ngày, 1 hoặc 2 ngày. Vậy thì là thời gian giao hàng nó bị chậm hơn rồi, phải không nào? Và đáp án là câu B ha. Delay và slower. Delay và slower. Ok. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch lại và hệ thống là những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Cùng dịch với cô nào. Frequently asked question. Question là câu hỏi nè, những câu hỏi được hỏi một cách thường xuyên ha. Rồi tại perfumery chúng tôi proud. Proud là tự hào đó em. Chúng tôi tự hào khi mà create, tạo ra được fragrance. Nên cái từ fragrance có nghĩa là hương thơm.
khi mà tạo được những cái hương thơm custom theo yêu cầu của khách hàng ha. Rồi, can I cancel? Tôi có thể hủy đơn đặt hàng của tôi nếu tôi không thích cái sample, cái mẫu được hay không? Rồi, chúng tôi sẽ không có ship. Ship là giao hàng, vận chuyển hàng đó em. Chúng tôi sẽ không có giao cái đơn đặt hàng của bạn cho đến khi 10 ngày sau khi bạn nhận được cái complimentary sample. Mình có từ sample là mẫu nè, mẫu hàng hóa, mẫu sản phẩm ha. Complimentary là miễn phí đó em, miễn phí ha. Miễn phí, nó bằng với lại từ free, nhưng nó dùng cho ngữ cảnh trang trọng hơn, được không nào? Sau khi bạn nhận được cái mẫu miễn phí của cái perfume là nước hoa đó em, của cái nước hoa theo yêu cầu của bạn ha. Chúng tôi biết rằng cái việc mua một cái nước hoa mới online á, thì có thể là tricky, dễ bị lừa, dễ bị gạt ha. Vì thế nếu bạn không có satisfied with có nghĩa là hài lòng với cái gì đó em, hài lòng với ha. Nếu mà bạn không có hài lòng với cái mẫu đó thì bạn có thể cancel, hủy cái đơn đặt hàng của bạn và receive, nhận được refund, tiền hoàn lại full đầy đủ luôn trong cái khoảng thời gian này, được không nào? Nếu bạn, chúng tôi không có nghe điều gì từ bạn thì cái thẻ tiền của bạn sẽ bị tính phí, bị charge là bị tính phí nha em, và bạn sẽ nhận được một cái chai full size đầy đủ kích cỡ như là đã được yêu cầu của bạn ha. Rồi, how long does it take? Mất bao lâu để mà nhận được cái đơn đặt hàng? Orders, những cái đơn đặt hàng đó normally là thông thường, bình thường đó em, sẽ đến trong vòng 5 ngày. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn instruction, là những cái hướng dẫn á. Instruction là sự hướng dẫn ha. Về cái cách để mà check, kiểm tra cái progress là tiến trình, kiểm tra cái tiến trình vận chuyển giao hàng ha. Vui lòng chú ý rằng sẽ có một cái sự delay là trì hoãn 1 hoặc 2 ngày nếu bạn purchase in bulk. Mình có từ purchase là mua, in bulk là số lượng lớn nè. Vậy purchase in bulk là mua số lượng lớn ha. Nếu bạn mua số lượng lớn, as bởi vì đó chúng tôi làm những cái nước hoa theo yêu cầu của chúng tôi á, ở trong từng đợt nhỏ. Mình có từ batch là đợt đó em, batch là đợt ha, ở trong từng đợt nhỏ, thành từng đợt nhỏ. Điều này cho phép chúng tôi achieve là đạt được một cái mức độ chất lượng cao, consistently là nhất quán nè, nhất quán là trước sau như một, lần nào cũng giống nhau hết, nên gọi là consistently ha, một cái mức chất lượng cao, nhất quán, giống nhau. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cái trang này đó fail to address. Mình có fail to là không có làm gì ha, không làm gì, không address em, address là giải quyết. Nếu cái trang này không giải quyết được cái thư yêu cầu thông tin của bạn, không trả lời được cái thư yêu cầu thông tin cho bạn ha. Rồi tiếp câu 165, mình có từ edition có nghĩa là phiên bản. Vậy thì a limited edition là cái phiên bản giới hạn ha. Câu C mình có từ package là gói hàng hay là kiện hàng. Câu 167 mình có từ confirmation có nghĩa là xác nhận. Confirmation, xác nhận ha. Vậy câu A có nghĩa là cái cuộc gọi điện thoại để mà xác nhận ha. Delivery time là thời gian giao hàng. Câu B đó em, thời gian giao hàng. Thời gian giao hàng ha. Delivery là giao hàng đó. Ok. Bài tiếp theo từ câu 168 đến câu 171. Câu 168, what is the purpose? Mục đích của cái thông báo là gì? Câu hỏi dạng mục đích, chúng ta đọc đoạn án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha em. Bây giờ đọc đoạn án trước nào. Câu A, to ask, để yêu cầu những người thuê căn hộ đó tường trình về việc những người đến thăm unauthorized, trái phép, không được phép, trái phép ha. Câu B, để provide, cung cấp details, thông tin chi tiết về lịch trình quay phim. Câu C, để recommend, đề xuất hay là giới thiệu một số cái doanh nghiệp địa phương. Câu D, để state, nêu lên những cái yêu cầu cho việc tham dự buổi trình diễn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn đầu của cái thông báo này nha em. Rồi, thông báo này, notice gửi đến cho những cái resident, cư dân ở cái con đường này ha. Rồi, Renver Productions sẽ quay một vài cái cảnh phim cho cái tập sắp tới của cái bộ phim truyền hình dài tập Father Gone ở trên cái đường này. Ok, việc quay phim thì được sắp xếp, được ấn định là diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 ở những cái địa điểm và thời gian sau đây. Ok, vậy khi đọc đến đây thì đáp án là câu nào vậy em? Câu nào liên quan đến việc quay phim? À, đáp án là câu B, phải không nào? Để cung cấp những cái details, thông tin chi tiết về cái lịch trình quay phim ha. Câu 169, what is indicated? Cái điều gì thì được chỉ ra về Charbonneur Cafe? Vậy từ khóa chính là từ Charbonneur Cafe, phải không nào? Đọc đáp án trước đi em, câu A. Nó sẽ chỉ được sử dụng như là cái site, cái địa điểm filming quay phim vào buổi sáng mà thôi. Câu B, nó sẽ có less ít cái việc đổ xe gần đó
hơn bình thường vào ngày 9 tháng 5. Kelsey, nó đã từng được sử dụng để quay phim cái episode, cái tập trước. Previous là trước nên cái tập trước của cái bộ phim Father Gone. Cody, nó sẽ chỉ serve phục vụ cái đơn đặt hàng take out là mang đi đó. Nó bằng với từ take away đó em. Trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về Charbonneau Cafe nha. Có phải là số 1 phải không em? Có từ Charbonneau Cafe nè, và mình đọc thử nha. À, đây là ngày và thứ phải không em? Ngày và thứ này chính là cái thời gian diễn ra cái việc quay phim phải không? Vì lúc này chúng ta có dịch câu ở trên rồi, em dịch thử nha. Dịch lại nè. Cái việc quay phim đã được sắp đặt, sắp xếp để mà diễn ra từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 ở những cái địa điểm và thời gian sau. Vậy, thời gian ngày 8 tháng 5 và 9 tháng 5 đó, tại cái địa điểm là Charbonneau Cafe, đây là địa chỉ của nó nè em. Từ 8 giờ 30 sáng đến 7 giờ tối sẽ diễn ra lịch trình quay phim ha. Rồi vậy khi đọc đến đây thì em thấy đáp án nào là loại? Câu A phải không nào? Tại vì nó nói là gì? Nó sẽ chỉ sử dụng để làm cái địa điểm quay phim vào buổi sáng thôi. Nhưng ở trên đề bài nó lại nói là gì em? Quay từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 7 giờ tối lận mà, có quay buổi tối mà, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta dò tiếp nha. Số 1 là hết thông tin rồi nè. Bây giờ số 2 là một cái địa điểm khác rồi, không tính ha. Số 3 cũng là một địa điểm khác luôn. Vậy chúng ta dò ở khúc này trở xuống đi em. In order to, để mà accommodate. Accommodate có nghĩa là chứa đựng hay là đáp ứng được đấy em. Chứa đựng ha, để mà chứa được những cái thiết bị và xe cộ của đoàn làm phim á. Thì cái size, những cái bảng báo hiệu no parking, cấm tàu xe, sẽ được set up, được đặt ở gần cái địa điểm quay phim vào những ngày và thời gian relevant, tương ứng hay là có liên quan. Vậy thì khi dịch đến đây thì em suy luận ra được một điều là gì? Cái no parking sign này nè sẽ được đặt ở đâu em? Ở gần cái địa điểm quay phim là gần cái chỗ nào đây? À, gần cái quán cà phê này, phải không nào? Ok, vào ngày và thời gian tương ứng có nghĩa là vào ngày 8 tháng 5 và ngày 9 tháng 5. Vậy vào ngày 8 tháng 5 và 9 tháng 5, ở gần cái quán cà phê này sẽ được đặt cái bảng hiệu là cấm đổ xe. Vậy thì em ơi, câu nào là đáp án chính xác vậy em? Câu B, phải không nào? Em đọc lại câu B nè. Nó sẽ có ít cái việc đổ xe gần đó, nearby nè em. Ở đây có nearby, ở đây này là gì? Near the filming locations ha. Sẽ có ít cái việc đổ xe gần đó hơn là bình thường, bởi vì đặt cái biển báo cấm đậu xe rồi mà, phải không? Vào ngày 9 tháng 5 là ngày quay phim nè. Vậy đáp án chính xác là câu B, được không nào? Câu 170, what is true? Điều gì thì đúng về resident, cư dân ở Azalea Apartments? Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? Resident, Azalea Apartments, phải không nào? Đáp án trước nha em, câu A. They will receive, họ sẽ nhận được một cái reminder là nhắc nhở vào tuần tới. Câu B, họ sẽ phải pass through, đi qua một cái cổng kiểm tra an ninh. Câu C, họ có thể sử dụng cái rear entrance. Mình không biết rear là gì, mình cứ để như vậy ha. Họ sử dụng cái rear entrance trong khi cái quá trình quay phim nó đang trong tiến trình, có nghĩa nó đang xảy ra ha. Câu D, họ sẽ không được allow, không được cho phép lái xe vào cái con đường này nè trong vòng một tuần. Và chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về resident of Azalea Apartments. Chỗ nào vậy em? À, số 2 phải không nào? Đây nè. Số 2 có từ Azalea Apartments, và mình đọc chỗ này nha. Cái việc quay phim sẽ diễn ra vào thứ Tư ngày 10 tháng 5 và thứ Năm ngày 11 tháng 5 tại bên ngoài của Azalea Apartments. Vậy mình có thể loại được câu nào vậy em? Loại câu D phải không? Câu D nó là gì? Họ không được phép lái xe vào được con đường này trong vòng một tuần. Nhưng việc quay phim chỉ diễn ra có 2 ngày thôi mà, là ngày 10 và ngày 11 thôi. Vậy câu D là sai nha. Rồi dịch tiếp nè em. Đây là địa chỉ của cái apartments, cái khu chung cư, cái căn hộ chung cư ha. Rồi, thời gian là từ 5 sáng đến 3 giờ chiều, cũng chưa có đáp án luôn, vì mình phải dịch tiếp thôi. Số 3 là một địa điểm khác rồi, chúng ta bỏ qua ha. Rồi, cái đoạn này chúng ta dò rồi, vậy mình dò cái đoạn ở dưới thôi em. Grand War Production đã promise, thông báo, đã hứa rằng sẽ giữ cho cái disruption, cái việc gián đoạn giao thông ở cái mức minimum, là mức tối thiểu đó em. Please, vui lòng hãy chú ý rằng cái địa điểm quay phim thứ nhất và thứ ba. Thứ nhất và thứ ba là Charbonneau Cafe và một cái khác, phải không nào? Vậy thì mình đọc lướt qua đi em, tại vì số 1 và số 3 mình đâu có cần đâu. Câu tiếp theo luôn ha. Access, cái sự truy cập, cái sự bước vào, cái lối vào á, sẽ được cấp cho cái địa điểm thứ hai. Ok, the second location, địa điểm thứ hai chính là Azalea Apartment, phải không em? Và mình đọc kỹ chỗ này nha. À, cái sự truy cập, cái sự mà bước vào, đi vào á, sẽ được cấp cho cái địa điểm thứ hai là thông qua cái rear entrance của nó. Vậy thì em ơi, đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chính là câu C. Họ sẽ có thể sử dụng cái rear entrance trong khi cái quá trình quay phim diễn ra. Hay em ha.
Ok, vậy thì em xem là mình có từ re-entrance. Re có nghĩa là ở phía sau đó em, sau ha. Vậy thì re-entrance là cổng sau, lối vào ở phía sau, cổng sau ha. Họ có thể sử dụng cái cổng sau trong khi cái quá trình quay phim được diễn ra, được không nào? Câu 171, in which position, ở cái vị trí nhà được đánh dấu 1, 2, 3, 4 đó, thì câu sau đây thuộc về, mình sẽ đọc câu trong một kép trước nha em. However, tuy nhiên, một vài cái tuyến đường xe buýt của trường học đó có lẽ là sẽ bị điều chỉnh, adjust, bị điều chỉnh slightly, nhẹ ha, điều chỉnh một chút, điều chỉnh nhẹ. Rồi bây giờ em xem nè, câu này đang nói về việc gì em? À, điều chỉnh tuyến đường xe buýt là về giao thông ha. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái câu ở phía trước các vị trí 1, 2, 3, 4, xem câu nào nó liên kết về mặt ý nghĩa với câu trong một kép nha em. Vị trí số 1 trước nha. Vị trí số 1 là ở đây nè. Em đọc lại đi, nó là gì đây? Rainbow Production sẽ quay một vài cái cảnh phim cho những cái tập sắp tới của cái bộ phim Father Gone ở trên đường này, phải không? Nó không có nói gì đến giao thông cả. À, cho nên không có liên quan, phải không em? Rồi vị trí số 2 nha. Vị trí số 2 là ở đây nè em. Rồi đọc cái câu phía trước đi, nó là gì đây? À, lúc này chúng ta có dò rồi, phải không em? Là để mà chứa được những cái thiết bị và xe cộ của đoàn làm phim đó, thì cái bảng báo hiệu á là no parking, không cấm đậu xe đó, sẽ được đặt ở gần những cái địa điểm quay phim vào cái ngày và cái thời gian tương ứng. Nó không có nói gì đến việc giao thông hết ha. Rồi vị trí số 3 đi em. Số 3 nè, nó nói gì đây? Rainbow Productions hứa là sẽ giữ cho cái việc disruption, gián đoạn giao thông ở cái mức tối thiểu. Có liên kết không em? À, có từ traffic nè. Bây giờ em dịch lại cái câu ở dưới coi. Tuy nhiên, một số cái tuyến đường xe buýt cho trường học có lẽ là phải được điều chỉnh nhẹ. Ok, vậy rất là có liên kết phải không em? Hai cái này nó có nghĩa đối lập với nhau. Một mặt có là hứa là giữ cho cái giao thông, cái việc gián đoạn giao thông ở mức tối thiểu. Nhưng, tuy nhiên, một vài cái tuyến đường vẫn phải được điều chỉnh nhẹ. Ok, vậy đáp án chính xác là câu C, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch với cô nào. Notice là thông báo, gửi đến residents là cư dân đây. Thông báo gửi đến những cái cư dân ở trên cái con đường là North Porter. Rainbow Productions sẽ film, động từ film là quay phim đó em. Một số cái scene là cảnh quay ha, scenes, cảnh quay cho cái episode. Mình có cái episode là cái tập nhanh nha, tập phim đó ha. Upcoming là sắp tới. Cô dịch lại nha, Rainbow Productions sẽ quay một số cái cảnh quay cho cái tập sắp tới của cái bộ phim truyền hình dài tập, series là phim truyền hình dài tập đó em. Tên là Father Gone, ở cái con đường là North Porter. Cái việc quay phim thì được sắp đặt, được xếp đặt á là take place. Mình có từ take place là diễn ra nha em, diễn ra. Từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5, tại những cái locations là địa điểm ha em ha, và những cái thời gian theo sau. Địa điểm thứ nhất á, là vào thứ hai ngày 8 tháng 5 và thứ ba ngày 9 tháng 5 ở Chabonner Cafe. Đây là địa chỉ của quán cà phê, từ lúc 8:30 sáng đến 7:00 tối. Địa điểm thứ hai là vào thứ tư ngày 10 tháng 5 và thứ năm ngày 11 tháng 5 ở bên ngoài Ashley Apartments. Đây là địa chỉ của cái khu chung cư đó em, từ ngày 5:00 sáng cho đến 3:00 chiều. Địa điểm thứ ba là Friday thứ sáu ngày 12 tháng 5 tại Gate and Crab Convenience. Đây là địa chỉ của nó em ha, từ 10:00 sáng cho đến 9:00 tối. In order to là để em. Accommodate, accommodate có nghĩa là chứa đựng ha, chứa đựng. Hay là đáp ứng cũng được, nhưng mà chỗ này là chứa đựng đó em. Để mà chứa đựng ha. Để mà chứa đựng được cái gì em? Equipment là thiết bị nè, vehicle là xe cộ. Crew là đội nhóm em, đội hay là nhóm ha. Chỗ này là đội làm phim, đoàn làm phim đó em. Để chứa đựng được những cái thiết bị nè và xe cộ của cái đoàn làm phim đó, thì size, những cái biển hiệu no parking, cấm đổ xe, sẽ được đặt ở gần những cái địa điểm quay phim vào những cái ngày và cái giờ relevant. Mình có từ relevant có nghĩa là có liên quan hay là tương ứng nha em nha. Relevant có liên quan hay là tương ứng ha, tương ứng. Vậy chỗ này có nghĩa là những cái địa điểm, những cái ngày và những cái thời gian tương ứng đó em. Rồi tiếp, Rainbow Productions đã hứa là sẽ giữ cho disruption. Mình có từ disruption có nghĩa là sự gián đoạn. Sự gián đoạn ha. Đã hứa là sẽ giữ cho cái sự gián đoạn của giao thông ở cái mức tối thiểu. Vui lòng hãy chú ý rằng cái địa điểm quay phim thứ nhất và thứ ba đó sẽ được đóng cửa, sẽ bị đóng cửa cho công chúng. Có nghĩa là người dân công chúng á, thì không có được vào ha. Trong khi cái quá trình làm phim đó, be underway, mình có cái cụm là be underway, có nghĩa là đang diễn ra đó em, đang diễn ra, đang xảy ra ha, đang diễn ra, đang diễn ra. Vậy cô dịch lại chỗ này nha. Cái điểm thứ nhất và cái điểm thứ ba thì sẽ bị đóng cửa,
cho công chúng là công chúng không được vào, trong khi cái quá trình diễn quay phim nó đang diễn ra. Access là cái sự truy cập, cái sự đi vào, cái sự truy cập đó em, nó sẽ được grant và được cấp cho cái địa điểm thứ hai thông qua cái lối ở phía sau của nó, hay còn gọi là cổng sau ha. Mình có từ rear là ở phía sau đó em, phía sau ha. Vậy rear entrance là cổng sau. Ok, cảm ơn vì cái sự thấu hiểu và cooperation, sự hợp tác, sự cộng tác của bạn, được không nào? Câu 168, câu ai mình có từ tenants là người thuê ha. Đặc biệt là người thuê những cái bất động sản, thuê nhà, thuê những cái tòa nhà, người ta gọi là tenants, được không nào? Rồi, unauthorized, mình có từ authorized có nghĩa là được quyền, có quyền làm gì đó. Còn unauthorized là không có quyền hay là trái phép đó em ha. Trái phép, chỗ này là trái phép. Vậy câu ai có nghĩa là yêu cầu những cái người thuê căn hộ, thuê chung cư đó tường trình về những cái việc những cái người đến thăm trái phép, không được cho phép ha. Rồi câu B, câu D mình có từ requirements có nghĩa là yêu cầu. Requirements là yêu cầu nha em, gặp hoài ha. Câu 169 mình có từ nearby là gần đó. Gần đó ha, gần đây, gần đó. Rồi câu C mình có từ previous là trước đây. Trước đây. Câu D mình có từ take out, nó bằng với lại từ take away đó em. Take away là mang đi đó. Ví dụ như take away coffee là cà phê mang đi đó ha. Rồi, câu 170 mình có từ reminder, có nghĩa là nhắc nhở ha, nhắc nhở. Có ai có nghĩa là họ sẽ nhận được một cái sự nhắc nhở vào tuần tới. Ok, rồi câu C mình có từ be in progress. Be in progress có nghĩa là đang trong tiến trình em, đang trong tiến trình của việc gì đó ha. Đang trong tiến trình cũng có nghĩa là đang diễn ra luôn đó em. Be in progress, đang trong cái tiến trình gì đó là đang diễn ra ha, đang diễn ra. Đang diễn ra, đang xảy ra. Câu 171 mình có từ routes là tuyến đường nha em, tuyến đường ha, những cái tuyến đường là routes. Tuyến đường. Rồi, mình có từ adjust có nghĩa là điều chỉnh. Điều chỉnh ha. Rồi, slightly là nhẹ. Slightly là nhẹ ha, chút ít thôi, nhẹ, slightly. Vậy câu này có nghĩa là tuy nhiên á, thì một số cái tuyến đường xe buýt trường học đó có lẽ là phải được điều chỉnh nhẹ, điều chỉnh một chút, được không nào? Bài tiếp theo từ câu 172 đến câu 175. Câu 172, what will happen, điều gì sẽ xảy ra trong vòng 6 tháng? Vậy từ khóa chính là từ gì em? 6 months, phải không nào? Đọc đáp án trước nha, câu A. A website designer, một người thiết kế website đó, sẽ được thuê. Câu B. Một cái hàng hóa, mặt hàng nào đó sẽ bị discontinue, bị ngừng sản xuất ha. Câu C, một cái công ty sẽ tổ chức một cái đợt sale cho kỳ lễ, cái đợt giảm giá vào kỳ lễ đó em. Câu D, một số cái địa điểm bán lẻ sẽ bị shut down, là bị đóng cửa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem 6 months, 6 tháng nó nằm ở vị trí nào nha. Rồi em dò thử xem, có phải lúc tin nhắn 4:56 phải không nào? Có từ 6 months, chúng ta đọc câu này nha. However, tuy nhiên, chỉ với 6 tháng để tiến hành, để thực hiện, cho đến khi chúng ta thực hiện cái việc chuyển giao này. Và khi đọc đến đây thì chúng ta rất là khó hiểu phải không? Để to go là go cái gì, thực hiện cái gì. Rồi make this transition này là việc chuyển giao gì. Thì để mà hiểu rõ hơn chúng ta sẽ đọc tin nhắn liền ở phía trước ha. Tại vì this thay thế cho những cái từ ở phía trước nè. Mình đọc tin nhắn lúc 4:55 nha. Rồi our web story. Sales là doanh số nè em. Doanh số ở cái cửa hàng ở trên website của chúng ta đó thì rất là high, là cao trong năm nay. Vì thế tôi rất là vui và thích thú rằng chúng ta sẽ close, đóng cửa những cái outlets, là những cái cửa hàng hay là đại lý. Physical là thuộc về thể lý đó em. Những cái cửa hàng đó là những cái cửa hàng ở ngoài đời thực, ở bên ngoài đó ha. Đóng cửa những cái cửa hàng đại lý ở bên ngoài đời thực và trở thành một cái business là doanh nghiệp chỉ độc quyền về online thôi, có nghĩa là kinh doanh online thôi, được không nào? Rồi, tin nhắn lúc 4:56 mới nói là gì? Tuy nhiên, chỉ với 6 tháng để tiến hành cho đến khi chúng ta thực hiện cái việc chuyển giao này. Vậy việc chuyển giao này có nghĩa là việc chuyển giao từ bán hàng ở những cái cửa hàng ở bên ngoài đời thực sang chỉ bán online, phải không nào? Vậy thì 6 tháng này là để tiến hành việc gì? Là để close our physical outlets, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu gì vậy em? Em xem câu gì giống. Câu D phải không nào? Some retail locations, một vài cái địa điểm bán lẻ đó sẽ bị shut down, bị đóng cửa để mà thực hiện cái sự chuyển giao từ bán hàng ở bên những cái cửa hàng bên ngoài sang online, bán hàng online thôi, phải không nào? Đáp án chính xác là câu D ha. Câu 173, Mr. Duarte thì lo lắng về cái việc gì? Câu A, online marketing, marketing online, quảng cáo online ha. Câu B, storage là lưu trữ nè, space là cái nơi, cái khoảng không gian á, có nghĩa là cái nơi lưu trữ hay là cất giữ hàng hóa ha. Câu C,
di chuyển văn phòng Cody, grand opening là một cái buổi lễ khai trương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem từ khóa chính là từ Mr. Duarte, phải không nào? Rồi bây giờ mình cùng đọc nha. Tin nhắn lúc mấy giờ thì có Mr. Duarte vậy em? 4:58 phải không nào? Đây, rồi mình cùng đọc nha. I do. At the last meeting, ở trong cái cuộc họp vừa rồi thì tôi đồng ý là để đưa một số cái sản phẩm ở trên cái cửa hàng ở trên website của chúng ta đó có sẵn để mà bán ở cái marketplace, các thị trường online lớn. Rồi, cái nhu cầu warehousing, warehouse có nghĩa là nhà kho đó em. Cái nhu cầu mà cất giữ đồ đạc ở trong kho của chúng ta sẽ change, thay đổi nếu mà chúng ta end up quyết định chọn cái việc thu hút nhiều hơn khách hàng, thêm khách hàng bằng cách này. Ok, rồi ông Bakshi mới nói là gì đây? Tôi không chắc là tôi sẽ đi theo. What's wrong? Điều gì xảy ra với lại warehouse, nhà kho vậy của chúng ta? Vậy thì đọc đến đây, cái điều mà ông Duarte lo lắng đó chính là về warehouse, phải không nào? Nhà kho. Vậy bây giờ mình xem đáp án là câu nào? Đáp án chính là câu B, cái nơi lưu trữ cất giữ hàng hóa, được không nào? Storage space. Câu 174. Vào lúc 5:03 thì bà Bakshi ám chỉ điều gì khi mà viết I think you're getting a bit ahead of yourself. Chúng ta đọc bốn đáp án trước nha em. Câu A, some news, một cái tin tức nào đó thì không cần phải được chia sẻ. Câu B, it is too early, thật là quá sớm để mà lo lắng về một cái vấn đề. Câu C, một cái colleague, một cái đồng nghiệp đã đưa ra một cái vấn đề quá trễ. Câu D, it is important, rất là quan trọng để mà come up with, đưa ra một cái kế hoạch mới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm tin nhắn lúc 5:03 nha em. Ở đây phải không nào? I think you're getting a bit ahead of yourself. Để biết được câu này có ý nghĩa là gì, chúng ta sẽ đọc tin nhắn liền ở đằng trước là tin nhắn lúc 5:01 nha em. I mean, ý của tôi là hãy nghĩ về cái cách mà đã được đóng gói trong suốt cái kỳ nghỉ lễ vừa rồi. We have, chúng ta sẽ có, thậm chí là thêm những cái yêu cầu để mà fulfill, đáp ứng. Once, một khi chúng ta đã chuyển hoàn toàn sang kinh doanh online, vậy thì chúng ta sẽ lưu trữ, cất giữ mọi thứ ở đâu? Thì bà Bakshi mới nói là gì? I think, tôi nghĩ rằng bạn đang a bit ahead of yourself. A bit ahead of yourself. Khi đọc đến đây thì mình cũng chưa có rõ lắm cái nghĩa của câu này, phải không em? Vậy thì chúng ta sẽ đọc tin nhắn ở phía sau nữa ha. Đọc cái câu liền sau thì sẽ hiểu rõ hơn nè. So far, cho đến nay đó, thì chúng ta vẫn chưa có bao giờ run out of, sử dụng hết cái khoảng không lưu trữ ở trong warehouse là nhà kho. Chúng ta đã và đang bán những cái sản phẩm online được đến bây giờ là 1 năm rồi, a year now, cho đến bây giờ là 1 năm rồi, without mà không có bất cứ cái vấn đề gì xảy ra cả. Vậy ý của bà Bakshi là gì? Là ông Duarte không cần phải lo lắng về cái vấn đề đó quá là xa, phải không nào? Bởi vì cái việc mà kinh doanh online đã xảy ra, đã được thực hiện 1 năm cho đến bây giờ rồi mà không có cái vấn đề gì xảy ra cả. Và cái nhà kho đó thì cũng chưa sử dụng hết cái khoảng không gian trong đó luôn. Vậy có nghĩa là ông Duarte thì đang lo lắng quá mức, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu gì vậy em? Đáp án là câu B, phải không? Quá sớm để lo lắng về một cái vấn đề, vì cái vấn đề này nó chưa xảy ra, và nó có rất là ít cái khả năng xảy ra, bởi vì vận hành 1 năm trời rồi mà nó vẫn chưa có cái vấn đề gì cả ha. Vậy đáp án chính xác là câu B. Câu 175, what is an advantage? Cái lợi thế của live chat programs là gì? Vậy từ khóa chính là từ live chat programs. Và hôm nào đọc đáp án trước nha em. Câu A, chúng giúp giữ cho khách hàng coming back, trở lại. Câu B, chúng làm tăng cái hiệu quả của cái transaction, những cái giao dịch mua bán ha. Câu C, chúng có thể được manage, quản lý bởi những cái nhân viên ở overseas, ở bên nước ngoài. Câu D, chúng thì affordable, giá cả phải chăng hơn là những cái trung tâm dịch vụ gọi điện, dịch vụ điện thoại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem live chat programs ở vị trí nào vậy em. Còn khúc cuối mình chưa dò, mình dò khúc cuối nha. Có phải là tin nhắn lúc 5:06 phải không em? Có live chat program nè. Vậy chúng ta đọc thử cái chỗ này nó là gì đây. Speaking of that, what do you think about, bạn nghĩ gì về cái việc sử dụng cái chương trình live chat cho website của chúng ta? Tôi đã đọc về những cái loại dịch vụ như thế này và nó giúp tăng cái customer loyalty. Mình có từ loyalty có nghĩa là cái sự trung thành, làm tăng cái sự trung thành của khách hàng. Ok, vậy bây giờ em nhìn đi, vậy lợi ích của nó là gì em? Đáp án chính xác là câu A, phải không nào? Nó giúp cho giữ cho cái việc là khách hàng sẽ trở lại. Khách hàng trở lại chính là khách hàng trung thành với mình, nó sẽ sử dụng những cái dịch vụ hay là mua những cái hàng hóa của mình, được không nào? Đáp án là câu A ha.
Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Cùng dịch lại với cô nào. Tin nhắn lúc 4:55, Croatia mới nói là gì? Cái sales, mình có từ sales có nghĩa là doanh số đây em, doanh số bán hàng ha. Cái doanh số ở cái cửa hàng website của chúng ta đó thì high là cao vào năm nay. Vì thế tôi rất là vui rằng chúng ta sẽ close, đóng cửa những cái outlets. Mình có từ outlets có nghĩa là những cái cửa hàng hay là đại lý ha, cửa hàng hoặc là đại lý. Mình có từ physical có nghĩa là thuộc về vật lý, thể chất đen. Một cái cửa hàng mà thuộc về vật lý, thể chất có nghĩa là cái cửa hàng đó đã được xây cất ở bên ngoài. Người ta gọi là physical outlets, được không nào? Để cô dịch lại nha. Tôi rất là vui rằng chúng ta sắp sửa đóng cửa những cái cửa hàng đã được xây cất ở bên ngoài đó và trở thành một cái doanh nghiệp exclusively. Mình có từ exclusively có nghĩa là độc quyền hay là riêng, dành riêng về cái gì đó thôi em. Độc quyền ha. Hay là riêng, dành riêng, được không nào? Vậy mình có cái cụm là exclusively online, có nghĩa là riêng về online thôi ha, trở thành một cái doanh nghiệp là chỉ riêng kinh doanh online thôi. Ok, rồi, Croatia tin nhắn lúc 4:56 lại nói là gì nữa? However, tuy nhiên, chỉ với 6 tháng để mà go, là để mà tiến hành cái việc đóng cửa đây ha, cho đến khi chúng ta thực hiện cái this transition. Mình có từ transition có nghĩa là sự chuyển giao nha em, sự chuyển giao ha. Cho đến khi chúng ta thực hiện cái sự chuyển giao này thì tôi muốn discuss, thảo luận về những cái concerns, những cái vấn đề, những cái mối lo lắng, quan tâm ha. Potential. Potential là tiềm năng hay là tiềm tàng, có nghĩa là có thể xảy ra đó. Cô dịch lại ha, để thảo luận về những cái potential concerns là những cái mối lo ngại, những cái vấn đề có thể xảy ra. Who wants to start? Ai muốn bắt đầu trước? Ok, thì sau đó ông Brian Duarte mới nói là gì? I do, tôi sẽ bắt đầu. At the last meeting, vào cái cuộc họp vừa qua thì chúng ta đồng ý rằng là đưa một số cái products, sản phẩm ở cửa hàng trên website của chúng ta available, có sẵn để mà bán qua những cái marketplace, những cái thị trường online lớn. Our warehousing needs. Ok, mình có từ warehouse có nghĩa là nhà kho đây. Warehouse, nhà kho ha, cái nơi mà cất giữ, lưu trữ đồ đó. Thì cái chỗ này là gì? Needs là nhu cầu. Cái nhu cầu về cái nhà kho để mà lưu trữ đồ đó, nó sẽ change là thay đổi nếu chúng ta end up cuối cùng chọn cái cách thu hút thêm nhiều khách hàng bằng cách này. Có nghĩa là bằng cách là bán online đó em. Ok, rồi thì bác sĩ lúc 5 giờ nó là gì? I'm not sure, I follow. Tôi không chắc là tôi sẽ theo sau là người tiếp theo. Nhưng mà what's wrong? Có vấn đề gì với lại warehouse, cái nhà kho của chúng ta? Thì ông Duarte mới nói là gì em? I mean, ý của tôi là just think of, hãy nghĩ về pack. Mình có từ pack là đóng gói đây em, tạm từ pack là đóng gói ha. Hãy nghĩ về cái việc mà những cái hàng hóa đã được đóng gói trong suốt cái holidays, những cái kỳ nghỉ lễ vừa rồi. Chúng ta sẽ thậm chí là có thêm request, là những cái yêu cầu đây em. Có thêm những cái request để mà fulfill. Mình có từ fulfill có nghĩa là đáp ứng em ha, đáp ứng. Có thêm những cái yêu cầu để mà đáp ứng once, một khi mà chúng ta hoàn toàn chuyển sang cái kinh doanh online. Where are we going to store? Chúng ta sẽ lưu trữ, cất giữ mọi thứ ở đâu, được không nào? Thì bà bác sĩ lúc 5:03 mới nói là gì? I think you're getting a bit ahead of yourself. Tôi nghĩ rằng bạn thì đang lo hơi xa đó em, đang lo hơi sớm và hơi xa ha. Thì nữa, so far, cho đến nay đó, thì chúng ta vẫn chưa có run out of. Run out of có nghĩa là sử dụng hết. Chúng ta vẫn chưa có sử dụng hết được cái khoảng không ở trong nhà kho, phải không nào? Cái không gian ở trong nhà kho. Và chúng ta đó thì đã và đang bán những cái sản phẩm online for a year now, cái đến nay được một năm rồi, mà không có bất kỳ cái issues, cái vấn đề gì xảy ra cả. Và mình có từ issues là vấn đề nha em, nên từ issues là vấn đề ha. Rồi tiếp luôn nào. Croatia tin nhắn lúc 5:04 nó là gì? Yeah, we can address, chúng ta có thể giải quyết nha em. Address là giải quyết ha. Chúng ta có thể giải quyết cái nhu cầu thêm phòng, thêm không gian ha, nếu mà chúng ta gain, thu được nhiều khách hàng hơn, nhiều khách hàng thêm ha. While trong khi đó vẫn hold on to là tiếp tục sử dụng những cái hiện tại của chúng ta, những cái hiện tại là những cái kho hiện tại đó em, được không nào? Hold on to có nghĩa là tiếp tục ha, tiếp tục sử dụng, tiếp tục sử dụng. Rồi Duarte tin nhắn lúc 5:06 nó là gì? Speaking of that, nói về cái vấn đề đó đó, thì
Bạn nghĩ gì về cái việc là sử dụng cái program, cái chương trình live chat, là nói chuyện trực tiếp á, cho cái website của chúng ta? Tôi đã đọc về những cái dịch vụ như vậy và nó giúp tăng cái sự trung thành của khách hàng ha. Loyalty có nghĩa là sự trung thành. Sự trung thành chung thủy ha. Sự trung thành, sự chung thủy của khách hàng có nghĩa là người ta sẽ mua sản phẩm của mình hoài ha. Rồi, Corot gia tin nhắn lúc 5 giờ 6 phút mới nói là gì? Sounds interesting. Nghe có vẻ thú vị đó. Tại sao bạn không forward? Mình có từ forward có nghĩa là gửi đến hay là chuyển tiếp đây. Chuyển tiếp ha. Gửi đến hay là chuyển tiếp. Tại sao bạn không có chuyển tiếp cho chúng tôi một vài cái thông tin về cái đó? Ok. Rồi. Có 172 câu bi mình có từ merchandise, có nghĩa là hàng hóa nha em. Từ này rất là hay gặp ha. Hàng hóa, danh từ hàng hóa. Mình có từ discontinue. Mình có từ continue là tiếp tục, form nào vậy? Discontinue có nghĩa là ngừng đây. Ngừng ha. Ngừng. Rồi, vậy câu bi có nghĩa là một cái mặt hàng nào đó sẽ bị ngừng. Có nghĩa là ngừng sản xuất đây. Ok. Rồi, câu D mình có từ shut down, có nghĩa là đóng cửa ha. Shut down là đóng cửa. Vậy câu D có nghĩa là một vài cái địa điểm retail, bán lẻ sẽ bị đóng cửa. Được không nào? Rồi, có 173 câu D mình có a grand opening, là buổi khai trương, buổi khánh thành đây. Buổi khai trương, khánh thành ha. A grand opening. Có 174 câu C mình có từ brought up. Nguyên thể của nó là bring up đây. Bring up ha. Bring up có nghĩa là đưa ra, đưa ra. Rồi, vì chỗ này có nghĩa là gì? A colleague, một cái người đồng nghiệp đã đưa ra một cái vấn đề quá trễ. Được không nào? Câu D mình có từ come up with, cũng là đưa ra luôn. Đưa ra một cái kết luận gì đó chẳng hạn ha. Vậy câu D có nghĩa là rất là quan trọng để mà come up with, đưa ra một cái kế hoạch mới. Được không nào? Có 175, câu B mình có từ efficiency, có nghĩa là sự hiệu quả hay là tính hiệu quả đây. Efficiency, sự hiệu quả, tính hiệu quả ha. Transaction có nghĩa là sự giao dịch. Sự giao dịch ha. Vậy câu B có nghĩa là chúng sẽ tăng cái hiệu quả cho cái những cái giao dịch bán hàng. Được không nào? Câu C mình có từ overseas, có nghĩa là ở nước ngoài ha. Overseas, ở nước ngoài. Rồi, câu D mình có từ affordable. Affordable có nghĩa là có khả năng chi trả đây, có thể chi trả. Thì có nghĩa là giá cả phải chăng ha. Cái giá phải chăng. Được không nào? Affordable, giá phải chăng. Ok. Bài tiếp theo từ câu 176 đến câu 180. Bài này gồm có hai đoạn văn. Em nhìn nè, đoạn văn số 1 là một cái email. Form nào có to, có from, gửi đến ai, gửi từ đâu ha. Và có ký tên nè. Rồi, bài số 2 là một cái bảng về thông tin của các sản phẩm, phải không em? Rồi, câu 176. What is the purpose? Cái mục đích của cái email là gì? Email là bài số 1. Câu hỏi dạng mục đích, chúng ta đọc bộ đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha em. Và đáp án trước nào? Câu A, to provide, để cung cấp advice, là lời khuyên, để cung cấp, đưa ra lời khuyên về một cái equipment, cái thiết bị nào đó. Câu B, respond to, để phản hồi, inquiry, một cái thư yêu cầu thông tin. Câu C, để assign, chỉ định hay là giao cho một cái nhiệm vụ research, nghiên cứu, tìm hiểu ha. Câu D, để share, chia sẻ những cái kết quả của cái cuộc họp. Rồi bây giờ chúng ta đọc đoạn đầu của cái email thử nha. Rồi đọc đi em, nó là gì đây? Hi Jake. Như tôi đã mention, đề cập với bạn ngày hôm qua, thì cái projector là cái máy chiếu ở trong cái conference room, cái phòng họp ở tầng thứ 2, nó không có working, nó không có hoạt động. Tôi muốn có một cái thiết bị mới hơn là đưa nó đi fix là đi sửa, bởi vì cái thời hạn bảo hành đó đã expire, hết hạn vào năm ngoái rồi. Apparently, hình như là cái máy hiện tại có cái bóng đèn đã kéo dài 4.000 giờ. Vậy khi đọc đến đây thì có đáp án không em? À, cái này nói về projector là cái máy chiếu. Thì có một cái đáp án là về thiết bị là câu A đó. Nhưng mà em đọc thử câu A nó nói là gì đây? Để đưa ra lời khuyên về một cái thiết bị nào đó. Nhưng ở đây có đưa ra lời khuyên về không em? Không. Ở đây nó đưa ra cái lý do là tại sao muốn mua một cái máy chiếu mới luôn. Chứ không có muốn sửa. Chứ không có đưa ra lời khuyên gì cả ha. Vậy tạm thời chúng ta đọc đến đó thôi. Bây giờ chúng ta đọc đoạn cuối thử đi em. Đọc đoạn cuối thì có khả năng là tìm ra đáp án ha. Đoạn cuối nào? I haven't been very pleased. Tôi vẫn không có hài lòng với cái gì em? Cái projector, cái máy chiếu hiện tại. Vì thế hãy mua một cái thiết bị của Galway Cole lần này. Anyway, dù sao đi nữa, please, vui lòng là hãy làm investigating. Investigating có nghĩa là nghiên cứu đi em. Vui lòng là hãy thực hiện những cái nghiên cứu, tìm hiểu cùng với những cái interns, thực tập sinh khác, những cái thực tập sinh còn lại, và cho tôi biết rằng khi nào thì bạn có thể tìm được cái thiết bị phù hợp. Vậy cái mục đích chính của cái email là làm gì em? Là yêu cầu
Người nhận lá thư phải làm gì đây? Phải do some investigating, phải thực hiện những cái nghiên cứu tìm hiểu cùng với các thực tập sinh còn lại và cho biết là khi nào thì có thể tìm thấy được cái thiết bị phù hợp, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chính xác là câu C, phải không nào? Là để giao cho một cái việc nghiên cứu tìm hiểu về một cái thiết bị ha. Câu 177, what is not true, điều gì không có đúng về cái current projector, cái máy chiếu hiện tại. Cái máy chiếu hiện tại là bài số 1, phải không em? Lúc nãy chúng ta có dò rồi ha. Not true, cái điều gì không đúng, đây là dạng câu hỏi loại trừ. Chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha em. Câu A, it is no longer, nó không còn được cover, được bảo hành dưới cái thời hạn bảo hành nữa. Có nghĩa là nó không còn được bảo hành nữa đó em. Ok, vậy từ khóa chính là từ warranty. Lúc nãy chúng ta có dò một cái thông tin liên quan đến bảo hành rồi, em còn nhớ không? Mình đọc lại nha. Chỗ nào vậy em? À, đoạn thứ nhất, dòng thứ hai, phải không nào? Có warranty nè, em đọc lại xem. À, cái thời hạn bảo hành đã hết hạn vào năm ngoái rồi. Vậy câu A đúng không em? À, câu A là đúng ha. Nó hết hạn bảo hành rồi. Câu B, it failed to. Mình có cụm failed to là không làm cái gì. Nó không có làm satisfy, hài lòng được bà Hersfeld. Vậy từ khóa chính là bà Hersfeld, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta xem bà Hersfeld là ai vậy? À, là người viết cái email, phải không em? Và lúc nãy chúng ta cũng có dò thông tin về hài lòng, em nhớ không? Là đoạn số 2, câu thứ nhất có từ please nè. Em đọc lại câu này nha. Tôi không có hài lòng với cái máy chiếu hiện tại. Vậy câu B đúng không em? À, câu B đúng, nó không có làm hài lòng được bà Hersfeld. Ok, câu C đi nào. Nó được sản xuất bởi Galway Coal. Vậy từ khóa chính là từ Galway Coal. Lúc nãy chúng ta có đọc Galway Coal đó, em nhớ không? À, đoạn số 2, đây phải không nào? Galway Coal. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc câu này xem nó nói gì nha. Tôi không có hài lòng với cái máy chiếu hiện tại. Vì thế hãy mua cái thiết bị của Galway Coal lần này. Lần này hãy mua của Galway Coal đi. Vậy thì có nghĩa là lần trước đó em, cái máy chiếu hiện tại là lần trước có mua của Galway Coal không? À, không có, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu C, được không? Là cái máy chiếu hiện tại không phải của Galway Coal. Cái Galway Coal là cái mới dự định mua sắp tới á, được không nào? Em dò thử luôn câu đi nha. Đây, nó được sử dụng trong phòng họp. Lúc này chúng ta có dò chưa em? Rồi, phải không nào? Đoạn thứ nhất có phòng họp nè, conference room. Em đọc thử câu này nha. Như tôi đã đề cập với bạn ngày hôm qua thì cái máy chiếu ở cái phòng họp ở tầng số 2 nó không hoạt động, là cái máy chiếu hiện tại đó. Ok, vậy câu đi là đúng luôn. Vậy đáp án chỉ có thể là câu C thôi ha. Câu 178, what can be inferred, cái điều gì được suy luận về bà Hersfeld. Bà Hersfeld ở bài số 1, phải không em? Rồi đọc đáp án trước nha. Câu A, bà ấy sẽ approve, chấp thuận cho cái ngân sách cho những cái hàng hóa của văn phòng. Câu B, bà ấy thì đã không thể thuyết trình vào ngày hôm qua. Câu C, bà ấy đã meet with, gặp gỡ, bàn bạc, thảo luận với một cái technician, kỹ thuật viên để giải quyết một cái vấn đề. Câu D, bà ấy sẽ được bảo, được nói về một cái sự lựa chọn từ một cái intern, là từ một thực tập sinh, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem bà này nói gì về bà Hersfeld nha. Rồi bây giờ bài số 1 nè, em xem nè, bà Hersfeld làm ở cái bộ phận nào vậy em? Purchasing department là làm ở cái bộ phận bán hàng. Một người ở bộ phận bán hàng thì có thể chấp nhận ngân sách cho việc mua những cái hàng hóa văn phòng phẩm không em? À, không phải, phải không nào? Cái phòng tài chính của một cái công ty thì mới lo về cái việc là chấp thuận ngân sách ha. Còn cái phòng ban, cái bộ phận bán hàng thì đâu có chấp thuận về ngân sách cho việc mua những cái hàng hóa của văn phòng, phải không em? Rồi bây giờ em xem tiếp nè. Lúc nãy chúng ta có đọc về cái thực tập sinh, em nhớ không? Ở chỗ nào vậy em? À, đoạn số 2, dòng thứ 2. Đây nè, phải không? Rồi, bây giờ em đọc thử lại câu này nha, tại vì nó có cái từ khóa liên quan đến trong đáp án. Đọc lại đi em, nó nói là gì đây? Anyway, dù sao đi nữa, hãy thực hiện nghiên cứu hay là tìm hiểu cùng với những thực tập sinh còn lại và cho tôi biết khi nào thì bạn có thể tìm thấy một cái thiết bị phù hợp. Ồ, bạn là ai vậy em? Bạn chính là Jake, phải không nào? Và Jake là ai vậy em? Jake chắc chắn là một cái intern, là một thực tập sinh, phải không nào? Bởi vì em đọc kỹ lại nè. Vui lòng hãy thực hiện cái nghiên cứu tìm hiểu cùng với những thực tập sinh còn lại. Có nghĩa là ông Jay cũng là thực tập sinh luôn, phải không nào? Và cho tôi biết khi nào bạn có nghĩa là ông Jay á, tìm thấy được cái thiết bị phù hợp. Vậy có một cái câu nó liên quan đến intern là câu đi nè, em đọc kỹ lại coi. Bà ta sẽ được nghe, được bảo về một cái sự lựa chọn từ một intern, đúng không em? À, chính xác, phải không nào? Từ intern chính là từ ông Jay đó. Ông Jay là một thực tập sinh, sẽ thảo luận cùng với những thực tập sinh còn lại để mà nghiên cứu tìm hiểu về cái thiết bị phù hợp. Sau đó sẽ cho bà Hersfeld biết, phải không nào? Vậy thì chắc chắn là bà ta sẽ được nói về cái sự lựa chọn từ một thực tập sinh rồi. Vậy đáp án chính xác là câu đi ha.
Câu 179. Why will the purchasing department, tại sao cái bộ phận bán hàng á không có mua cái DR8? Rồi, vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? DR8 phải không nào? Đọc đáp án trước nha câu A. Tại vì cái độ sáng maximum của nó đó thì không có hài lòng. Câu B, cái giá của nó thì vượt quá cái ngân sách có sẵn ha. Câu C, cái chất lượng hình ảnh của nó thì không có đủ tốt. Câu D, cái bóng đèn của nó thì cần được thay thế quá thường xuyên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem DR8 ở bài số mấy nha em. À, DR8 ở bài số 2, phải không nào? Rồi, để biết tại sao cái bộ phận bán hàng nó không có mua cái DR8 thì chắc chắn đây là phải là một cái bài liên hệ với bài ở trên rồi. Tại vì bài số 2 đó em chỉ cung cấp những cái thông tin về sản phẩm thôi, chứ không có đưa ra cái yêu cầu dành cho các sản phẩm cần được mua là như thế nào, mà cái yêu cầu phải nằm ở bài số 1, phải không nào? Rồi bây giờ em dò thử xem ở trên bài số 1 nó nói là gì. Cái câu mà chúng ta chưa dò là câu cuối cùng nè. The maximum amount, cái số tiền tối đa mà chúng ta có thể chi cho cái vật này là bao nhiêu em? 600 đô. Và em xem DR8 bao nhiêu tiền. À, nó cost, nó tốn tới 650 đô lận. Ok, vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, câu B, phải không nào? Không mua bởi vì cái giá tiền của nó đó thì exceeds, vượt quá cái ngân sách có sẵn, được không nào? Câu 180, what is mentioned, điều gì được đề cập về Galway Cove? Về từ khóa chính là từ Galway Cove, phải không nào? Rồi đọc đáp án trước nha em. Câu A, nó sells, nó bán nhiều loại thiết bị khác nhau. Câu B, nó có branches, chi nhánh across the country, xuyên suốt cả nước. Câu C, cái đường dây hotline hỗ trợ của nó đó thì mở 24 giờ một ngày, có nghĩa là mở suốt luôn ha. Câu D, nó làm ra những cái thiết bị cho cả nhà ở và văn phòng luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Galway Co là ở bài số mấy vậy em? Thường câu cuối cùng sẽ nằm ở bài cuối cùng ha, là bài số 2 đó, em xem có Galway Co không? Có nè, phải không nào? Bài số 1 lúc này cũng có Galway Co, chúng ta đã dò hết rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta dò bài số 2 đi em. Cái bảng này chúng ta khỏi phải dò nè, bởi vì nó là thông tin của các sản phẩm thôi. Chúng ta sẽ dò cái đoạn ở dưới nha. Đây, we are committed to, chúng tôi cam kết giúp đỡ khách hàng get the most out of, tận dụng được hết những cái thiết bị của chúng tôi bằng cách cung cấp cái quyền truy cập rất là dễ dàng đến những cái updates cập nhật cho phần mềm nè, manuals là gì em, sách hướng dẫn và cái trang FAQ. Hỗ trợ đó thì có sẵn online nè, trực tiếp tại bất kỳ cái cửa hàng nào của chúng tôi, nationwide, khắp cả nước luôn, hoặc là qua điện thoại thì tại cái số này. Ok, vậy sau khi đọc xem xong rồi đó thì em thấy đáp án là câu nào? Cái đường dây hỗ trợ có nè em, nhưng mà nó mở ra 24 giờ một ngày không? Nó không có đề cập, phải không nào? Đáp án chính xác là câu B ha. Nó có chi nhánh khắp cả nước luôn, là dựa vào thông tin nào vậy em? À, thông tin này phải không nào? At any hour stores nationwide, tại bất kỳ cái cửa hàng nào của chúng tôi mà trên khắp cả nước luôn, nationwide là khắp cả nước đen. Vậy chứng tỏ nó có nhiều chi nhánh trên khắp cả nước, được không nào? Vậy đáp án chính xác là câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô em nha. Bài đọc số 1 là một cái email gửi đến cho Jake, gửi từ bà Hersfeld. Cái chủ đề là về cái projector. Mình có projector, có nghĩa là cái máy chiếu nha em, máy chiếu. Máy chiếu mà bị broken là bị hư. Ngày gửi là ngày 5 tháng 8. Hi Jake, như tôi đã mention đề cập với bạn ngày hôm qua, thì cái projector, cái máy chiếu ở cái phòng conference là hội nghị đó em. Conference là hội nghị ha. Ở cái phòng hội nghị, cái phòng họp ở tầng số 2 đó thì không có working, không có hoạt động đúng. Tôi muốn có một cái device là thiết bị nha em. Device là thiết bị ha. Tôi muốn có một cái thiết bị mới hơn là đưa nó đi fix là sửa chữa. Because bởi vì cái warranty là cái sự bảo hành em, bảo hành, cái việc bảo hành ha. Bởi vì cái việc bảo hành của nó đã expire, mình có từ expire rất hay gặp là hết hạn nha em. Hết hạn ha, đã hết hạn vào năm ngoái rồi. Apparently có nghĩa là hình như là ha. Apparently là hình như. Hình như là đó là cái máy current, là cái máy hiện tại đó. Thì có một cái bulb là cái bóng đèn, nó đã kéo dài 4.000 giờ rồi. I like, tôi muốn có một cái device là gì em, thiết bị mà nó tốt hơn. In this respect, mình có cái cụm là in this respect, có nghĩa là về cái vấn đề này, về cái mặt này đây, về vấn đề này, về khía cạnh này ha, về vấn đề này hay là về khía cạnh này. Vậy cô dịch lại câu này nha. Tôi muốn có một cái thiết bị mà nó sẽ tốt hơn về cái khía cạnh này, là về cái khía cạnh bóng đèn á, được không nào? If possible, nếu mà có thể thì tôi cũng muốn upgrade, là gì em, nâng cấp lên một cái projector, một cái máy chiếu với resolution. Mình có từ resolution có nghĩa là sự phân giải hay là độ phân giải ha.
sự phân giải hay là độ phân giải. Với cái độ phân giải nó higher, nó cao hơn. I haven't been very pleased. Tôi đã vẫn không có pleased là hài lòng với cái projector, cái máy chiếu current là máy chiếu hiện tại. Vì thế, this time around, mình có từ this time có nghĩa là lần này em. Nhưng mà this time around, thêm cái từ around vô có nghĩa là lần này, không giống như lần trước ha. Lần này không giống như lần trước. Không giống như lần trước. Cái lần trước là cái lần đã được đề cập ở câu trước đây. This time around, lần này không có giống như lần trước. Được không nào? Rồi vậy cô dịch lại câu này để em hiểu hơn nha nè. Tôi đã không có hài lòng với lại cái máy chiếu hiện tại, cho nên là lần này đừng có giống như lần trước. Vì thế hãy mua một cái thiết bị của Galway Co. Được không nào? Rồi, anyway, dù sao đi nữa đó, please do some investigate. Mình có từ investigate em. Nguyên thể là investigate, có nghĩa là nghiên cứu hay là tìm hiểu ha. Vậy please do some investigating, đơn giản mình cứ dịch là hãy nghiên cứu hay là tìm hiểu together with, cùng với những cái intern còn lại. Mình có từ intern là thực tập sinh nha em. Intern là thực tập sinh ha, là những sinh viên thực tập á. Hãy nghiên cứu tìm hiểu cùng với những cái thực tập sinh còn lại và cho tôi biết rằng khi nào bạn tìm thấy được. Và cho tôi biết khi bạn tìm thấy được cái thiết bị phù hợp, được không nào? Cái số tiền maximum, cái số tiền tối đa đó mà chúng ta có thể chi cho cái món đồ này là 600 đô. Rồi, ký tên ha. Bài đọc số 2. Want to improve, muốn cải thiện những cái cuộc họp của bạn, phải không? Một cái máy chiếu nè em, của Galway Co. có thể là cái mà văn phòng của bạn đang cần. Rồi, model là cái mẫu nè em, mẫu mã ha. Cái mẫu hàng, cost là chi phí, brightness là độ sáng, resolution là gì em? Cái độ phân giải ha. Lamp hours là cái thời gian của bóng đèn đó. Cái mẫu đầu tiên là DR7. DR7 là một cái máy chiếu cổ điển của chúng tôi, Taylor for. Mình có cái từ là Taylor for, có nghĩa là đáp ứng nhu cầu cho cái gì đó nha em. Taylor for, đáp ứng nhu cầu cho ha. Đáp ứng nhu cầu cho. Vậy cái máy chiếu này đáp ứng nhu cầu cho cái sử dụng của doanh nghiệp, được không nào? Ok, chi phí, độ sáng, độ phân giải và cái giờ của bóng đèn ha. Rồi tiếp, DR8 đó thì là một cái sự lựa chọn wireless. Wireless nghĩa là không dây đó em. Không dây điện, không dây ha, không dây. Wireless, không dây, là một cái sự lựa chọn không có dây, được không nào? Rồi, xuống dưới nào, BR103X là một cái mẫu lightweight. Mình có từ weight là cân nặng, light là nhẹ. Vậy thì lightweight có nghĩa là nhẹ cân đấy, nhẹ cân ha. Slim là mỏng, mỏng, mỏng ha. Có nghĩa là cái mẫu này nó nhẹ và nó mỏng, được không nào? Còn F6UR á, là một cái mẫu dùng để làm gì em? Display là hiển thị ha, hiển thị. Display hiển thị những cái hình ảnh ở những cái khoảng không gian tight, là chật hẹp đó em. Chật hẹp ha. Ok, rồi xuống dưới luôn nha. We are committed to. Mình có cụm là be committed to cộng verb in em. Be committed to sẽ cộng với verb in ha. Có nghĩa là cam kết làm việc gì. Cam kết làm gì ha. Cam kết làm gì. Cam kết làm gì. Thì em nhớ nha, be committed to sẽ cộng với verb in. Cam kết làm gì ha. Commit là cam kết em. Vậy thì chỗ này có nghĩa là gì? Chúng tôi cam kết là helping, giúp đỡ những khách hàng get the most out of. Mình có cụm get the most out of sẽ bằng với lại make the most out of. The most out of. Make the most out of bằng với lại get the most out of, có nghĩa là tận dụng tối đa. Tận dụng tối đa ha, tận dụng tối đa. Rồi có dịch chỗ này nha. Chúng tôi cam kết là giúp đỡ khách hàng có thể tận dụng được tối đa những cái thiết bị của chúng tôi bằng việc cung cấp cái access to, là cái sự truy cập rất là dễ dàng cho những cái cập nhật của phần mềm nè. Manual là gì em? Manual là sách hướng dẫn ha. Hướng dẫn. Sự hướng dẫn là sách hướng dẫn đó em. Sách hướng dẫn. Rồi cái trang của FAQ nè. Support hỗ trợ thì có sẵn ở online nè. In person là trực tiếp. Hỗ trợ trực tiếp ha. Hỗ trợ online, hỗ trợ trực tiếp. Hỗ trợ trực tiếp thì tại bất kỳ những cái cửa hàng nào của chúng tôi, nationwide, khắp cả nước luôn, được không nào? Và over the phone, hỗ trợ qua điện thoại tại cái số này, được không nào? Câu 176, câu C mình có từ assign. Assign có nghĩa là giao nhiệm vụ hay là chỉ định ha.
giao nhiệm vụ hay là chỉ định làm việc gì. Vậy câu C có nghĩa là giao cho, chỉ định cho một cái nhiệm vụ về nghiên cứu, tìm hiểu. Câu 179 mình có từ unsatisfactory, có nghĩa là không hài lòng nha em. Unsatisfactory, không hài lòng ha. Không hài lòng. Rồi, câu B mình có từ exceed, có nghĩa là vượt quá ha. Exceed, vượt quá. Vượt quá. Vậy thì câu C có nghĩa là, câu B có nghĩa là cái giá thành của nó đó thì vượt quá cái ngân sách có sẵn. Được không nào? Câu 180 mình có từ branch là chi nhánh, gặp rất nhiều rồi em nha. Chi nhánh ha. Ok.